Alo, Tuấn Anh xin chào các bạn. Ngày hôm nay là chúng ta học bù cho những cái buổi đợt Noel mà chúng ta nghỉ ngơi ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục review cho các bạn về những cái tài liệu nó liên quan đến Writing Task 1, tức nghĩa là về Academic, nghĩa là viết những cái mô tả và biểu đồ. Thì thật ra thì cái phần mà Task 1 này, như Tuấn Anh đã từng nói với các bạn, thì cái phần này nó cũng khá là dễ, đơn giản, và các bạn có thể tự đọc tài liệu review được. Tuy nhiên là có lẽ là sẽ có một số bạn mới, và cũng như là nếu mà tự đọc thì nó sẽ hơi rối một tí xíu, do đó là mình có dành một số buổi để mình giúp cho các bạn cùng đi lượt qua những cái tài liệu này. Thì hôm trước là mình có review với các bạn về cái dạng biểu đồ gì nhỉ, biểu đồ đường, tức nghĩa là đồ thị, đúng đúng không, mình hay gọi là graph hay là line graph hay là line chart, đúng không? Và thứ hai nữa là mình có cái biểu đồ hình cột là bar chart, theo Tuấn Anh nhớ là vậy. Thì ngày hôm nay là mình sẽ đi tiếp những cái từ vựng mà nó có thể liên quan đến cái biểu đồ hình tròn, tức nghĩa là hình bánh đó mọi người, và trong tiếng Anh mình hay gọi là pie chart ha. Thì mình sẽ có những cái từ vựng như thế nào? Ngoài những cái từ vựng thông thường như là tăng lên, giảm xuống, các bạn có thể xem được ở trong cái file số 1. Cái chút nữa mà bạn nào mà chưa có thì mình sẽ forward lại cái file zip này cho mọi người, nó gồm có khoảng 16 cái file. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái file số 1 là sẽ có nhiều cái từ vựng nhất về những cái xu hướng biến động tăng giảm, hay là fluctuate, cũng có nghĩa là biến động luôn ha, hoặc là giảm dần tăng dần này nọ. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái từ vựng khác mà dùng cho đặc thù, dùng cho cái loại pie chart. Mình sẽ có những cái từ gì, mình sẽ đọc cho mọi người. Và các bạn nếu mà có thể thì các bạn nhẩm đọc theo để chúng ta học thuộc ngay tại lớp luôn ha, không cần phải về nhà xem lại cho nó mệt. Mình sẽ có những cái từ như sau, ví dụ mình có make of the bulk of. Tại sao ở đây có cái chữ make là người ta đang sử dụng ở trong cái thì quá khứ. Xin nhắc với các bạn là lúc mà mình làm biểu đồ hoặc là làm đồ thị á, thì lúc nào mình cũng phải luôn luôn chú ý về vấn đề thời gian ha mọi người. Tức nghĩa là cái biểu đồ, cái đồ thị đó nó trình bày những cái con số, những cái số liệu, những cái hiện tượng ở trong quá khứ hay tại hiện tại hay là tương lai. Thì tùy theo cái thời gian, tùy theo cái thời điểm đó mà mình sử dụng cái thì cho nó thích hợp. Ví dụ như là một cái số liệu, một cái biểu đồ nó biểu thị cho một cái trạng thái, một cái hiện tượng nó xảy ra năm 1998 chẳng hạn, thì dĩ nhiên là mình phải xài những cái thì về về past, về quá khứ, đúng không mọi người? Ví dụ như là simple past. Thì ví dụ như ở đây người ta có những cái từ này mà người ta đưa về cái thì past, tức nghĩa là chúng ta hiểu là nó là một cái hiện tượng trong quá khứ. Rồi, mình sẽ có make up the bulk of, tức nghĩa là chiếm số lượng chủ yếu hoặc là chiếm phần lớn. Ví dụ như là các bạn nhìn vào một cái đồ thị, Tuấn Anh xin ví dụ như là đồ thị, một cái biểu đồ hình tròn. Hình tròn thì nó sẽ biểu thị cho cái gì nhỉ? Cho cái tỷ trọng của các cái phần share ở trong đó, các cái đại lượng ở trong đó. Ví dụ như là một cái market share, những cái thị phần của những cái hãng thức ăn nhanh ở Việt Nam chẳng hạn. Thức ăn nhanh ở Việt Nam mình có gì ta? Mình có nổi bật nhất là KFC lâu đời nhất, đúng không? Lotteria, rồi McDonald hay là Burger King này nọ. Thì rõ ràng là KFC lâu đời nhất và nó chiếm số lượng lớn, thì KFC made up the bulk of the fast food industry. Cái hãng KFC là chiếm phần lớn của, ví dụ như là 60%, chiếm tuyệt đại đa số 60% của cái thị phần thị trường thức ăn nhanh, ví dụ như vậy. Rồi thứ hai mình có cái từ là accounted for, tức nghĩa là nó cũng bằng nghĩa với represent hoặc là come in at hoặc là capture. Và sau đó mình sẽ cộng với cái gì mọi người? Cộng với một cái con số phần trăm. Cộng với con số phần trăm. Ví dụ như là KFC chiếm 60%, đúng không? Thì mình sẽ nói là KFC accounted for 60% of the fast food industry.
Hoặc mình có thể nói là KFC represented, hay là KFC came in at, hay là KFC capture 60% of the fast food industry, hoặc là 60% of the total. Đó. Ngoài ra mình có cái từ mục ruồi số 3, mình có in comparison to, tức nghĩa là so sánh với. Ví dụ như là KFC là 60% đúng không? Và Lotteria là 20% chẳng hạn như vậy. Thì mình có thể nói là KFC's market share is much bigger in comparison to Lotteria's share. Cái thị phần của KFC chiếm lớn hơn rất nhiều so với in comparison to so với cái thị phần của Lotteria, ví dụ như vậy. Hoặc là trái lại với thì mình có cái chữ là as opposed to. Ví dụ như là mình nói là nói gì ta? Mình nói là KFC chiếm đại đa số và một cái hãng gì Burger King chỉ chiếm có 1%, chiếm rất là nhỏ đúng không? Ví dụ như vậy, giả định thôi ha, thì mình có thể nói là KFC makes up the bulk of the fast food industry as opposed to Burger King's share. Cái KFC nó chiếm phần lớn, chiếm tuyệt đại đa số cái thị phần của thị trường fast food, trái lại với cái thị phần của Burger King. Ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ có một cái từ mà nó tương phản nữa là in contrast. In contrast này nó bằng với on the contrary, hoặc là mình có thể thay bằng contrastly. Và cái này mình sẽ đặt ở đầu câu đúng không? Mình đặt ở đầu câu và mình có cái dấu phẩy, sau đó mình sẽ mới có cái subject cộng verb. Rồi, mục ruồi số 5. Cái này quá quen thuộc, the market share of cái gì đó. Ví dụ the market share of KFC, thị phần của một cái gì đó. Nếu như mà mình không muốn nói về cái lĩnh vực business, mình không nói là thị phần, thì mình có thể nói là the share of. Hoặc thứ hai mình có thể nói là the percentage of. Rồi các bạn lưu ý dùm cho Tuấn Anh cái chỗ này. The share of tức nghĩa là cái tỷ trọng của cái gì đó. Ngoài ra mình có thể có là cái the percentage of, hoặc là the proportion, tỷ lệ, tỷ trọng của một cái gì đó. Hoặc là mình có một cái chữ nữa tương đương với cái chữ share luôn là the portion of cái phần gì đó. Cái phần gì đó ha mọi người ha. Mình đánh dấu màu đỏ lên cho mọi người dễ xem. Và các bạn lưu ý phân biệt dùm cho Tuấn Anh cái chỗ này, rất là nhiều bạn hay sai là mình sẽ có hai cái chữ này ha mọi người. Mình sẽ có thứ nhất là percentage, nghĩa là gì? Là tỷ trọng, phần trăm. Tỷ trọng mà tính bằng phần trăm, nghĩa là khi mà mình nói percentage là mình đang nói về tỷ trọng. Và khi mà mình nói là percent có thể là viết liền hoặc là viết tách ra, thì nó có nghĩa là phần trăm. Ví dụ mình có nói là KFC chiếm 60%, thì mình sẽ nói là 60% là cái dòng màu đỏ thứ hai ở phía dưới này ha. Còn nếu như mà mình nói là tỷ trọng hoặc là cái phần share của KFC, thì mình sẽ dùng là the percentage of KFC. Đừng có lầm lẫn cái chỗ này ha, nó không đáng có. Rồi cái percentage này còn phải lưu ý cái gì nữa, là khi mà mình sử dụng cái percentage này á, thì dĩ nhiên là mình phải, nếu mà mình có nêu ra cái đơn vị thì phải là đơn vị phần trăm, chứ mình không thể nói là the percentage of KFC is 2/3 được. Mình không có nói như vậy được, tại vì vốn dĩ là cái chữ percentage nó có nghĩa là
cái tỷ lệ phần trăm mà. Do đó là mình sẽ không có nói là, mình sẽ không có dùng là KFC is 2 Rõ ràng là mình nói như vậy là nó không có nhất quán đúng không mọi người? Cho nên là phải nhanh chóng bỏ đi cái thói quen này giúp cho Tuấn Anh. Rất là nhiều bạn mắc lỗi ở chỗ này. À, một cái nữa mà mình muốn dặn với mọi người, à ngoài cái percent ra mình sẽ có per meal. Per meal là gì mọi người? Là phần ngàn. Phần ngàn nha, tức nghĩa là per thousand. Cái này thì sẽ rất là ít gặp và các bạn cũng không cần phải phải vận dụng nó đâu, nhưng mà các bạn thứ nhất là ở trong cái cuộc sống đi làm, môi trường business nè, hoặc là những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoặc thứ hai là các bạn đi học, hoặc thứ ba là trong các bài reading lâu lâu thỉnh thoảng cũng có cái chữ per mil này á, là nghĩa là phần ngàn là chia cho 1.000 ha. Thì các bạn cũng cố tập làm quen để chúng ta nếu mà gặp cái chữ này chúng ta cũng đừng có bỡ ngỡ. Nó là cái từ rất là quen thuộc. Per meal. Per thousand. Rồi tiếp tục mình có gì nữa nhỉ mọi người? Mình có cái động từ là increase or decrease. Its market share by một cái percent gì đó. By một cái số phần trăm nào đó. Rồi tức nghĩa là tăng lên một cái khoảng bao nhiêu đó phần trăm. Khi mà buy như vậy á, là nghĩa là tăng lên một khoảng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ KFC đã tăng cái tỷ trọng của họ từ 40% lên 60%. Vậy thì KFC increases their market share to 60%, đến 60%, tăng lên thành 60%. Nhưng mà từ 40 lên 60% đó là tăng bao nhiêu? Tăng một khoảng 20%, thì mình sẽ nói là increases its market share by 20%. 20% ha. To và by nó khác nhau ở chỗ đó. Cái này lần trước mình cũng có nói với mọi người trong buổi học trước rồi. Rồi mình có cái một cái idiom này cũng khá là hay là lost ground to, nghĩa là mất vị trí cao hơn vào tay một ai khác. Ví dụ như là trước đây trước giờ vốn dĩ KFC là số 1 ở Việt Nam ví dụ vậy. Rồi bỗng nhiên một ngày McDonald's vào vào thị trường Việt Nam và chiếm chiếm số lượng lớn, chiếm ưu thế chẳng hạn. Thì mình sẽ nói là và nó giả định nha, cái McDonald's vào Việt Nam và chiếm đến 80% vì nó quá nổi tiếng chẳng hạn như vậy. Thì mình có thể nói là KFC lost ground to McDonald's. Yes, được không? Là KFC đã mất cái vị trí chủ chốt của họ vào tay McDonald's. Rồi, mình có cái chữ gì nữa? Mình có exceeded. À, từ gốc của nó là từ exceed ha, tức nghĩa là vượt qua qua quá mức hơn bao nhiêu đó. Ví dụ như là KFC luôn luôn giữ cái thị phần của họ vượt quá, hoặc là KFC vào năm 2018 đã có cái thị phần tăng vượt khỏi 60%, nó đã lên đến 65% rồi. Vậy thì in 2018 thì KFC's market share has exceeded 60%, nó đã vượt qua khỏi cái mốc 60% rồi. Trước đây nó vẫn luôn dẫn đầu nhưng mà nó chưa bao giờ vượt qua khỏi cái mốc 60% hết. Năm 2018 là năm đầu tiên nó vượt qua khỏi cái mốc đó, exceed vượt qua. Rồi, at the expense of nghĩa là trả giá bằng, at the expense of tức nghĩa là sao? Chúng ta có thể là tức nghĩa là một cái trade off ha mọi người. Cái này mình có thể, cái đó là cái này là một cái idiom. Một cái idiom và mình có một cái danh từ để mà diễn tả cho nó.
là a trade off nghĩa là sự đánh đổi, sự trả giá. Đấy, thì ở trên là at the expense of, thì mình sẽ có ví dụ như là Lotteria KFC đã có doanh thu cực kỳ cao, có thị phần rất lớn. Tuy nhiên là đổi lại là họ phải giảm giá sản phẩm để mà bán được nhiều hơn. Vì vậy là họ trả giá bằng bằng lợi nhuận, tức nghĩa là mặc dù họ bán được nhiều hơn nhưng mà họ đạt được lợi nhuận ít hơn. Thì mình có thể nói là KFC has always maintained its high revenue at the expense of low profits. Đấy, trả giá đánh đổi bằng gì đó. KFC đã luôn luôn giữ vững cái doanh thu cao nhất nhưng mà nó trả giá bằng cái lợi nhuận thấp. Đó, thì đôi khi là trong môi trường kinh doanh nó có cái sự đánh đổi như vậy, tùy theo cái mục tiêu mà cái người người điều hành doanh nghiệp họ đề ra. Họ chú trọng về việc là lợi nhuận cao, đạt lợi nhuận tốt, hay là họ chú trọng về cái việc là dẫn đầu thị trường, có được cái doanh thu cao nhất trên thị trường, tùy theo cái định hướng của họ là như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ có chữ gì? Mình có a majority of something, thì nghĩa là đa số. Majority bắt nguồn từ cái chữ major. Major là cái tính từ và danh từ của nó là majority, số lượng lớn, đa số. Ngược lại mình có cái chữ minority. Minority có nghĩa là thiểu số ha mọi người ha. Rồi ở dưới này mình có cái chữ mà Tuấn Anh mới vừa nói với mọi người hồi nãy, the proportion hoặc là the percentage, hoặc hơn thế nữa mình có cái chữ đâu rồi, mình có cái chữ the share hoặc là the portion cũng được ha. Đó là những cái từ nó chỉ về cái tỷ lệ, tỷ trọng. Rồi mình có the figures for something, nghĩa là cái con số, cái đại lượng cho một cái gì đó, cái con số. Cái này chỉ đơn giản là con số chứ không phải là tỷ trọng, tỷ lệ gì hết nha mọi người. Chỉ nói chung là con số mà thôi. Thì nó cũng có quyền là một cái con số về tỷ trọng, tỷ lệ, và nó cũng có quyền là một cái con số tuyệt đối, tức nghĩa là số đếm 1 2 3 100 200 1000 2000 đều được hết. Figures là nói chung chung tất cả các cái số liệu. Rồi cái việc thứ hai cần phải dặn dò là cái the language of time. Các bạn cần phải lưu ý về cái yếu tố thời gian. You need to refer to time in your answer. Các bạn muốn mà mô tả một cái hiện tượng hoặc là một cái mô tả cái này lớn hơn cái kia gì đó, thì các bạn luôn luôn cần phải kèm theo cái thời gian để người ta biết được là bạn đang mô tả trong cái giai đoạn hoặc là trong cái thời điểm nào, đúng không? Ví dụ như là in 1990, in 2000 and 2010. Hoặc là mình thay vì mình nói như vậy, đúng không, thì mình có thể là sau khi mà mình đã đề cập là cái số liệu ba cái mình có ba cái bảng, ba cái pie chart cho 3 năm này rồi, mình đã đề cập nó rồi và mình không muốn lặp lại thêm lần nữa, thì mình có thể nói là in these 3 years, trong 3 năm này, hoặc là in this period, trong giai đoạn này, during this period, trong giai đoạn này. Đó cũng tương đương với nhau và mình có thể dùng dùng thay thế nhau để tránh lặp từ. Rồi thay vì mình nói là cái sự thay đổi từ năm 1990 mình mô tả rồi, cái xong đến năm 2010 là nó có tăng giảm gì đó, thì thay vì mình nói là in 2010, đúng không, thì mình có thể nói là 20 years later, 20 years later là 20 năm sau.
rõ ràng là 20 năm sau của cái 1990 là năm 2010. Rồi, mình có cái gì nữa nhỉ? Mình có những cái in và buy này các bạn nên phân biệt như thế nào? In 1990, một cái điều gì đó nó xảy ra, something happened in 1990, tức nghĩa là nó chỉ xảy ra trong nội ở trong cái năm 1990 thôi. Hết năm 1990 thì nó có thể là không xảy ra nữa. Tuy nhiên là khi mà mình nói là buy a time, ví dụ buy 1990 hoặc là buy 2010, thì đó là một cái xu hướng nó thay đổi từ trong quá khứ, nó kéo dài liên tục cho đến tận năm 2010. Đến tận 2010 thì hai cái này nó khác nhau ha. Ví dụ mình nói là cái con số gì đó, cái tỷ lệ, cái thị phần của KFC nó đã tăng lên rất nhiều, nó đã xuất hiện, cái KFC nó xuất hiện in 1990 chẳng hạn như vậy, thì là nó đã xuất hiện trong năm 1990, là hết năm 1990 là không có việc đó xảy ra nữa. Nhưng mà khi mà mình nói là it has increased by 2010, tức nghĩa là nó đang có một cái sự tăng lên cho đến năm 2010, đến tận 2010 luôn. Rồi, ngoài ra thì mình có cái phần lưu ý về khi mà mình viết về những con số, nhắc lại với các bạn là các con số thì cái con số nào mà số ngắn từ 1 tới 10 nè, hoặc là những con số mà có thể viết được một hoặc là hai từ á, thì mình nên viết nó thành bằng chữ. Còn khi nào mà nó quá dài, ví dụ như là hai mươi mấy, ví dụ như là 21, 21, đúng không, thì mình có thể viết thành số là số 2, số 1. Còn nếu như mà 13 thì mình nên viết là cái chữ thì sẽ tốt hơn. Thật ra thì cái đoạn mà từ mười mấy đến 20 á, thì mình có thể lựa chọn hoặc là viết hình chữ hoặc là viết con số cũng được. Tuy nhiên là những con số đếm từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, các bạn nên viết nó là chữ sẽ tốt hơn. Bởi vì cuối cùng thì cái bài writing này mình cũng đang viết theo có một cái formal style, một cái lối hành văn trịnh trọng, do đó là những cái con số nào mà có thể viết được thành chữ thì cứ viết thành chữ dùm cho Tuấn Anh. Rồi, mình có từ vựng gì nữa nhỉ? Mình tập nói, mình có thể có những cái useful expression, những cái từ ngữ thông dụng như sau. Mình có majority of, nghĩa là đại đa số của cái gì đó, ví dụ đại đa số của cái market share, cái thị phần ở trong cái ngành fast food. Thì khi mà mình nói là a majority, tức nghĩa là cái con số đó nó phải more than 50%. Rồi, cái chữ proportion thì dễ rồi ha mọi người. Rồi, những con số thì mình có thể đưa thêm vào cho nó cái yếu tố về thái độ trong đó. Ví dụ như là mình nói là mình có thể nói là 38%, nói như vậy cũng được đúng không? Nhưng mà mình có thể đưa thêm cái thái độ vào trong đó. Ví dụ thay vì mình nói là 4%, các bạn nhìn ở đây nhé. 4% là 4%, thì mình có thể nói là only 4%, chỉ có 4% mà thôi. Nên như vậy là khi mà mình đưa cái chữ only vào trong đó là mình đã nhấn mạnh cái sự ít, sự thiểu số của nó, cái sự ít ỏi của nó. Rồi, mình có một cái con số nào đó, ví dụ như là 23.1%, thì thay vì chúng ta ghi huỵch toẹt ra là 23.1%, thì mình có thể là sử dụng ngôn từ để mà mình thay thế cho nó, để cho nó mượt mà, nó mềm mại cái câu văn của mình hơn. Mình có thể nói là around 23%, thay vì mình ghi huỵch toẹt là 23.1%. Rồi, nhắc đến cái số thập phân thì cũng phải lưu ý với các bạn.
Ở trong văn hóa ngôn ngữ Việt của mình á, thì mình hay nói là 0,5 đúng không? Zero, không, mình hay nói là 0,5 và mình cũng viết là số 0 dấu phẩy số 5. Thì đó mình hay đọc là 0,5. Nhưng mà ở Western culture, cái môi trường phương Tây á, thì người ta sẽ sử dụng dấu chấm để mà người ta đưa ra. Thì ví dụ như là bật thôi, nói là 0,5% thì nó cũng hơi xa cái bài này quá. Mình có 23,1%, chứ mình không nói nè, chứ không viết là 23,1% nha mọi người. Đó, thì lưu ý về dấu chấm dấu phẩy, cái điều này rất là quan trọng. Rồi, rồi mình có thể nói một cái cách hoa mỹ hơn về cái việc là tăng lên. Mình có thể nói là ví dụ là nó tăng từ 20% lên 50% đúng không? 20% lên 50%, thay vì mình nói thẳng đuột như là ruột ngựa như vậy á, thì mình có thể nói hoa mỹ hơn là this figure had more than double. This figure had more than double, tức nghĩa là cái con số này đã tăng lên hơn gấp đôi. Bởi vì sao? 20% mà gấp đôi lên là 40%, trong khi ở đây là nó tăng lên đến 50%, như vậy là more than double, còn hơn cả gấp đôi nữa. Thì đây là một cái cách nói hoa mỹ cho nó mượt mà hơn. Rồi mình có cái chữ gì cũng hay nè, mình có one in ten. Mình có thể nói về cái việc là thay vì mình nói là 10% đúng không? Tức nghĩa là 10 trong số 100, thì nó cũng đồng nghĩa với là một trong số 10. 1 phần trong 10 phần thì mình có one in ten. Đó. Rồi, mình có 20% thì sao? Thì 2 in 10, 3 in 10, 5 in 10, ví dụ như vậy. The percentage of, dễ rồi ha. Mình rồi tiếp tục, mình có cái chữ này độc đáo nè. Mình sẽ để highlight nó lên màu đỏ. Highlight. Respectively nghĩa là tương ứng, ví dụ như là KFC and Lotteria. Market shares have increased. Màu đen, màu xanh, sorry. Mình có cái respectively là cái chữ rất là gọi là một cái vũ khí mạnh để các bạn có thể viết một cách súc tích, không có bị dài dòng lê thê. Ví dụ mình có thể nói là bình thường mình nói là KFC thì tăng lên 5%, increase by nhé, tăng lên một cái lượng 5%, và Lotteria tăng lên 10%. Thay vì mình nói hai cái câu dài dòng lê thê như vậy và mình còn lặp từ lặp ý nữa thì nghe rất là giống như kiểu rất là củ chuối luôn á, thì mình có thể gom nó lại, combine, kết hợp nó lại thành là KFC and Lotteria's market shares, các cái thị phần của KFC và Lotteria đã tăng lên 5% và 10% respectively, nghĩa là tương ứng. Nghĩa là sao vậy? Khi mà mình nói respectively này, tức nghĩa là KFC và Lotteria theo cái thứ tự nào, thì sau đó cái 5% và 10% đó nó sẽ ghép với cái thứ tự tương ứng đó. Mình sẽ tự động hiểu KFC tăng 5%, Lotteria tăng 10%. Mình không cần phải viết hai câu y hệt nhau, sẽ khiến cho mình làm cái câu nó lủng củng, nó lê thê đi ha. Rồi, đó là cái từ respectively. Các bạn cố gắng học cái chữ này rất là đắt giá. Rồi, mình có chữ gì nữa? À, đây một bài tập để các bạn có thể các cái con số này
mình có thể diễn đạt bằng chữ cho nó hoa mỹ hơn. Ví dụ mình có thể nói thay vì 66%, đúng không, mình thấy con số đó là số lớn, thì mình có thể nói đó là a large proportion hoặc là a significant majority. Rồi, 66% mình có thể chuyển đổi nó thành một cái con số diễn đạt khác, thay vì 66% thì mình có thể nói đó là 2/3, đúng không mọi người? Precisely 2/3. Rồi, 73% nó gần gần với 75%, mà 75% mình có thể viết thành là 3/4, tức nghĩa là 3/4. Và 73% nó không phải là 3/4, do đó là mình thêm một cái số là gần bằng, khoảng 3/4, approximately hoặc là about hoặc là roughly. Cái chỗ này nó không có sửa được, sorry mọi người ha. Approximately, around hoặc là roughly 3/4, khoảng 3/4. Rồi đối với những con số nhỏ thì mình sẽ có gì ta? Ví dụ 25% mình có, thay vì mình nói vậy mình có thể nói là a small number. Và quy chuyển nó thành một con số khác thì mình có thể nói là precisely hoặc là accurately hoặc là exactly a quarter, đúng 1/4, đúng bằng 1/4, chính xác là 1/4. Rồi 5% mình có thể diễn đạt nó như là một cái an insignificant amount, một con số nhỏ. Significant nghĩa là lớn, đúng không, lớn nhiều, thì mình sẽ có cái từ trái nghĩa với nó, thêm chữ in vào, insignificant amount. Và thêm vào đó mình có a small fraction, một cái tỷ lệ nhỏ, fraction, tỷ lệ. Các bạn hay thấy phân số, ví dụ là 3/4 gọi là phân số, đúng không? Thì nó chính là fraction, phân số, một cái tỷ lệ, một cái phân số. 48 thì mình có thể nói là gần với 50, đúng không? 48% gần với 50 thì mình có thể nói là 50 là a half, một nửa, thì mình có thể nói là almost a half, gần một nửa, hoặc là just under a half, ngay dưới một nửa, hoặc là có thể sử dụng những cái từ phổ thông hơn như là about, approximately, about, approximately hay là roughly a half. Rồi, 35% thì mình có thể, thứ nhất mình có thể viết là a good proportion, một cái tỷ lệ cũng khá là lớn, khá đáng kể, hoặc là just over a third. A third là 1/3, tức nghĩa là 33%. Đấy, just over, chỉ nhỉnh hơn 1/3 một tí thôi. Just tức là chỉ hơn một tí. Just over, just under, chỉ hơn, chỉ kém một tí. 15% mình có thể viết là a small minority, một cái tỷ lệ thiểu số nho nhỏ. Mình cũng có thể nói là a small fraction giống ở phía trên cũng được ha, an insignificant amount cũng được luôn. Bởi vì đơn giản là nó không có tính định lượng chính xác, thành ra là mình có thể thay thế cho nhau. Bây giờ mình sẽ đi thử một cái bài. Một cái bảng mẫu xem thử như thế nào ha. Đầu tiên á, mình sẽ có ba cái bảng, mà ba cái bánh 1990, 2000 và 2010. Và mỗi cái này nó đang có những cái tỷ lệ phần trăm của những cái màu khác nhau, và mình sẽ nhìn vào các cái đại lượng được đặc trưng bởi các màu để biết nó là cái gì ha. Car nè, train nè, bicycle, walk, Underground Railway, Motorcycle. Rồi, các bạn có nhớ về cái bài mà Marquis, bài reading về Transport System in Marquis hôm bữa mình mới học không? Thì nó có cái chữ là on foot, mọi người nhớ không? On foot tức nghĩa là trên đôi bàn chân. Chính nghĩa của nó là đi lại, đi bộ ha. Thì thay vì mình nói là walk, thì mình có thể nói là walk on foot, hoặc là go on foot, hoặc là move on foot, hoặc là
di chuyển, on foot đều được hết. Đó là những cái từ khác nhau để mình thay thế cho cái walk đó. Rồi thì mình sẽ thấy những cái sự khác nhau, và để mà mình viết được những cái này mình cần viết cái gì. Mình sẽ thứ nhất là mình đoạn đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu là những cái bảng biểu này nó viết về nội dung chính của nó, là nó muốn mô tả cái gì. Ví dụ ở đây là mô tả những cái cách mà những người dân ở London họ đi làm, họ đi đến công sở bằng cách nào, những cái phương tiện nào qua các năm 1990, 2000 và 2010. Rồi sau đó là mình sẽ mô tả những cái general details, những cái chi tiết chung chung, ví dụ như là cái nào thì lớn nhất, cái nào thì nhỏ nhất, những cái nào gọi là chiếm đa số mình phải chú ý. Thường á, mình không thể nào mà một cái bảng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi cái bảng này có 6 cái đại lượng, đúng không? Mình không thể nào mà mình đi kể lể hết 6 cái đại lượng này chi tiết như thế nào. Mình chỉ tập trung vào những cái highlight, những cái nổi bật nhất của nó mà thôi. Mà khi mà đã là nổi bật thì nó sẽ là gì? Thường có thể là cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất. Hoặc là nếu mà một cái lớn nhất mà chưa thỏa mãn mình thì mình có thể cho hai cái lớn nhất cũng được. Còn những cái nhỏ 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 thì mình có thể lấy những cái một cái nhỏ nhất, chứ mình không tập trung nhiều vào những cái nhỏ, bởi vì nó sẽ chiếm những cái số lượng không có đáng kể, không đáng chú ý. Rồi thứ hai là mình có thể mô tả về cái sự thay đổi của những cái bạn này qua các năm. Ví dụ năm 1990 thì qua các năm á, thì cái màu tím là gì? Underground Railway, là tàu điện ngầm, xe điện ngầm. Nó luôn luôn chiếm đại đa số, nhưng mà qua thời gian, over the period, thì cái xu hướng này nó giảm dần từ 38 xuống 34. Lúc đó mình sẽ đưa ra cái details rõ hơn ha mọi người ha, mình mô tả kỹ hơn về những cái nào đại lượng đáng chú ý, hoặc là những cái xu hướng nào mà mình cảm thấy là nó nổi bật nhất. Mình cứ lựa ra những cái xu hướng nào nổi bật nhất mà thôi. Rồi mình sẽ có cái sự so sánh gì? Ví dụ như là mình so sánh 8, 10, 8, 9, 4, 10. Rồi mình so sánh cái màu đỏ và màu vàng, cũng là một cái khá là thú vị. Màu đỏ màu vàng là bicycle and walk. Vào năm 1990 á, thì cái bicycle nó ít hơn so với cái walk, đúng không? Màu vàng ít hơn cái đỏ. Cái màu đỏ, cái walk đó nó chiếm 8%, nó gấp đôi cái màu vàng. Tuy nhiên là cho đến năm 2010 thì mọi chuyện đã thay đổi, thời thế thay đổi rồi. Người ta sử dụng bicycle nhiều hơn, và lúc này nó đã chiếm cái ưu thế của cái walk mất tiêu rồi, nó đã vượt lên trên. Mình có cái từ gì, ground ground gì hồi nãy nhớ không mọi người? Lost ground to. À, như vậy là mình có cái ví dụ như là cái màu đỏ bây giờ nó là ít hơn, đúng không? Thì walking has lost its ground to riding bicycle. Đó, nó đã mất cái vị trí của nó vào tay của cái bicycle màu vàng mất tiêu rồi. Đó là những cái highlight mà Tuấn Anh có thể ví dụ cho mọi người để có thể có cái hướng khai thác cho nó dễ dàng một tí xíu. Bây giờ mình sẽ xin mời một bạn bạn đọc dùm cho mình cái bài mẫu xem nhé. Mình xin mời bạn Vũ. Rồi bạn Vũ giúp mình đọc cái bài bài mẫu phía bên tay phải. We can see from the chart how commute travel to work in London in 1990, 2000 and 2010. Rồi dừng lại tí xíu nha. Thì các bạn rõ ràng là thấy là lúc nào chúng ta bắt đầu cũng phải giới thiệu là mình đang viết cái gì, hoặc là giới thiệu là những cái bảng biểu này nó đang nói về cái nội dung gì. Thì ở đây là chúng ta có thể thấy được những cái biểu đồ này về cái việc là những người commuter, commute tức nghĩa là di chuyển, thì commuter tức nghĩa là những người mà họ 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 đi lại, thì họ đến
cái sở làm travel to work ở London như thế nào vào các năm 1990, 2000 và 2010. Rồi, các bạn thấy dùm cho tôi ngành ở phía dưới, người ta không có lặp lại ba cái năm này nữa mà người ta có thể là thay bằng những cái màu xanh lá cây in all three years hoặc là in this period. Đó, những cái cụm từ nó chỉ về thời gian. Rồi, các bạn sẽ thấy là những cái màu xanh dương là người ta đang chỉ về những cái con số, những cái đại lượng. Cái màu tím các bạn sẽ để ý đó là các cái đại lượng người ta, các bạn xem người ta diễn đạt nó như thế nào, nó đặt tên nó như thế nào, paraphrase lại. Rồi, màu đỏ là những cái xu hướng, những cái xu hướng. Rồi, mời bạn Vũ đọc tiếp cho mình đoạn 2. In all 3 years, a majority of commuters use raw transport to get to work. However, there were a steady decline in the proportion of commuters using the underground system. This fell from a high of 38% in 1990 to 34% in 2010. In contrast, use of the train network remain almost unchanged at around 23% in this period. Rồi, cảm ơn bạn. Thì mình có thể tóm tắt cái đoạn này như sau. In all 3 years, trong 3 năm này á, thì a majority of commuters, phần lớn những người di chuyển đó, họ đã sử dụng cái rail transport, phương tiện đường sắt, để mà to get to work, để đến nơi làm, để đến sở làm. However, tuy nhiên, there was a steady decline, đã có một cái sự sụt giảm dần dần, steady decline, in the proportion, trong cái tỷ lệ của cái những người commuters, những người di chuyển mà sử dụng the underground system, sử dụng những cái hệ thống đường ở dưới lòng đất. Thì thay cho cái underground system này, nếu mà các bạn bí quá thì các bạn cũng có thể là sử dụng lại cái từ nó đã xuất hiện ở trong bài. Đó là trong trường hợp bí quá, nhưng mà nếu mà được thì mình cũng nên paraphrase nó lại, mình sử dụng cái từ khác đi một tí. Ví dụ ở đây người ta nói là underground railway, đúng không? Thì mình có thể mình cũng biết là đường sắt là cả một cái hệ thống. Thì thay vì mình nói là railway, mình có thể nói là underground system hoặc là underground network đều được ha. Đó. Rồi, một cái nữa là cái phương pháp nó, Tuấn Anh cũng nhắc đi nhắc lại với các bạn là phương pháp định nghĩa để mà paraphrase, ví dụ population thì mình sẽ nói là the number of people living in some country gì đó. Là cái cách để mà mình chữa cháy trong cái phương pháp cứu cánh cuối cùng. Rồi, đã có một cái sự sụt giảm trong cái tỷ lệ những người mà sử dụng cái hệ thống đường mà dưới lòng đất, hệ thống đường sắt dưới lòng đất. Thay vì mình nói là dưới lòng đất như vậy, mình có thể nói ở trong tiếng Anh á, mình cũng có cái này. Mình ghi lên cho mọi người thêm. Mình có thể là underground system nè. Railway là như mình có thể có là railway, mình có thể có là network, đúng không? Và mình cũng có một cái từ nữa dùng cho tàu điện, đó là đối với British English nó sẽ có cái từ này rất là hay là tube. Tube là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tàu á, nó trông giống một cái ống vậy đó, do đó là người ta hay gọi là tube. Từ người Mỹ thì sẽ không có, nhưng mà vì chúng ta thi IELTS mà, mình cũng được chấp nhận với cái tiếng Anh kiểu British thì nó sẽ có chip luôn. Rồi, tiếp theo là mình có gì ta? Thì cái con số này nó fell, nó sụt giảm từ một cái số rất là cao, from a high of, tức nghĩa là a high number of, đúng không? Of 38, 38% in 1990.
nó đã sụt giảm từ một con số cao 38% vào năm 1990 xuống còn 34% năm 2010. Và các bạn thấy dùm cho Tuấn Anh là chữ off này là ở trong các bạn đọc lại ở trong cái file số 1 ha, giữa cái buy và off thì nó sẽ hơi khác nhau tí xíu. Buy off to. Tí nữa còn thời gian Tuấn Anh sẽ dẫn nhắc lại cái này cho mọi người cùng nhớ. Rồi. In contrast, mặt khác tức nghĩa là ngược lại thì the use of train network, cái việc mà sử dụng xe lửa đó, remain almost unchanged, nó đã giữ vững gần như là không thay đổi at around 23% in this period, ở cái mức khoảng 23% trong cái giai đoạn này. Thay vì mình nói là trong 3 năm này thì mình nói là in this period cũng ok. Rồi, đoạn tiếp theo, the means of transport. Mình mời một bạn tiếp theo ha, cảm ơn bạn Vũ. Mời bạn Huyền đọc giùm cho mình đoạn tiếp theo. The means of transport that in Greece most in popularity was the bicycle. In 1990, only 4% of commuters chose to cycle to work. By 2010, the figure had more than doubled, with 1 in 10 people commuting to work by bicycle. By the way of contrast, the percentage of car drivers fell from 22% in 1990 to 90% 20 years later. The figure for motorcyclists and pedestrians retain fairly constant at around 5% and 9% respectively. Rồi, cảm ơn bạn. Thì cái đoạn này cũng sẽ mô tả thêm một tí xíu nữa. Mình có những cái nội dung gợi ý như sau. The means of transport, cái phương tiện giao thông mà nó tăng nhiều nhất trong cái sự gọi là increase most in popularity. Popularity tức nghĩa là mức độ phổ biến. Thì nguyên cụm này mình nói như thế nào? Cụm này là cái phương tiện, cái loại phương tiện giao thông mà nó có cái mức độ phổ biến tăng lên nhiều nhất. Đó chính là the bicycle. Tại sao có cái chữ the ở đây ha mọi người? Nói giản ngắn gọn với mọi người á, là cái danh từ mình có hai nhóm. Một nhóm là đếm được và danh từ không đếm được. Thì cái danh từ mà không đếm được á, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có đi cùng s rồi, và không có ảnh gì hết. Thì nó có thể là đi một mình hoặc là đi với chữ the. Ví dụ như là coffee, khi mình nói coffee là mình đang nói chung chung cà phê, mà khi mình nói là the coffee tức nghĩa là cái lượng cà phê đó, cái đám cà phê đó, hoặc là cái mớ cà phê đó, thì mình đang nói về một cái nhóm cà phê cụ thể. Còn cái nhóm thứ hai là danh từ đếm được, thì nhắc với các bạn một câu thần chú là danh từ đếm được sẽ không đi lẻ loi một mình. Không đi lẻ loi một mình nghĩa là sao? Mình sẽ không bao giờ mình thấy được cái chữ bicycle mà nó đi một mình hết. Ít nhất là nó phải có the bicycle, hoặc a bicycle, hoặc bicycles số nhiều. Các bạn sẽ thấy nó không bao giờ đi lẻ loi một mình, không bao giờ mà bicycle đi tầm lòng một mình hết trơn á. Nó phải kèm một cái gì đó đi cùng với nó ha. Thì khi mà mình nói là a bicycle tức nghĩa là mình nói một chiếc xe đạp bất kỳ. Còn khi mà mình nói là bicycle mà nói là chung chung á, tức nghĩa là tất cả những cái chiếc xe bicycle giống như một cái khái niệm, một cái lĩnh vực chung, một cái thể loại chung, thì mình sẽ nói là the bicycle, hoặc một cái cách thứ hai là bicycles số nhiều. Thì mình có thể viết là was the bicycle, hoặc là were bicycles. Đó. Rồi.
thì giảng trích ngang về cái lý thuyết ngữ pháp vậy thôi. Rồi mình tiếp tục nha. Vào năm 1990, một số lá cây, in 1990, only 4% of commuters chose to cycle to work. Chỉ có 4% những người mà di chuyển đó họ chọn cách là đạp xe đến sở làm. À, các bạn sẽ thấy khi mà đưa vào cái only đó vào thì nó đang nhấn mạnh một thái độ là cái con số này rất ít ha. Rồi mình sẽ thấy là thay vì là commuters là những người di chuyển đúng không, thì mình cũng có thể thay bằng cái chữ là travelers cũng được nha mọi người ha. À, mặc dù là travelers thì thông thường mình hay hiểu nó là khách du lịch, người đi du lịch, nhưng mà cũng tùy vào ngữ cảnh. Ví dụ trong ngữ cảnh này mình đang bàn về cái vấn đề là di chuyển thì travelers đó mình sẽ tự động mình hiểu đó là người di chuyển, những người đi lại. Đấy. Rồi thay vì nói là go to work by bicycle đúng không? Là đi đến sở làm bằng xe đạp, thì người ta có thể paraphrase lại là cycle to work, đạp xe đến sở làm. Đó, những cái cách paraphrase khác nhau. Năm 2010 cho đến năm 2010, by 2010 hoặc là 2010, these figures had more than double. Cái con số này đã tăng hơn gấp đôi. With 1 in 10 people, với 1 trong 10 người sẽ chọn di chuyển đến sở làm bằng xe đạp, by bicycle. By way of contrast, ngược lại thì the percentage of car drivers, tỷ trọng của những người lái xe hơi, thay vì nói là people who drive cars hay là people who go to work by cars đúng không, thì mình có thể nói là car drivers, ngắn gọn hơn và thậm chí còn hay hơn nữa, được giám khảo đánh giá cao hơn. Fell from 20% in 1990, đã sụt giảm từ một cái con số 22% năm 1990 còn có 19% vào 20 năm sau, 20 years later. Đó. The figures for motorcyclists and pedestrians, những cái con số tương ứng cho những người mà đi xe máy, motorcyclists, và những người đi bộ, thay vì mình nói là những người mà people who walk hay là who go on foot, nếu mà mình sẽ có cái từ rất là hay là pedestrian, những người đi bộ, những người bộ hành, đi bộ, remain fairly constant, đã giữ hầu như là ổn định, fairly hơi hầu như, constant nghĩa là ổn định, giữ nguyên, unchanged, không thay đổi, at around 5% và 9% respectively, tại những con số 5% và 9% tương ứng respectively. Right. Đoạn cuối cùng mình mời bạn Thu. Bạn Thu đọc cho mình cái đoạn in general. In general, it is possible to say that there were only minor changes. À, anh sẽ đọc một lần xong rồi em lặp lại giúp anh nhé. In general, it is possible to say that there were only minor changes in commuting patterns during this period. Rồi lặp lại giúp anh. In general, it is possible to say that there were only minor changes in commuting patterns. In commuting patterns. During this period, and that was move away from commuters. That's what
amount and what is called combination. You see that under system in under the work style. Rồi, cảm ơn Thu. Anh đề nghị thế này nhé. Lúc mà các bạn mà đăng ký học á, thì anh nhớ là chị ý hoặc là các bạn admin có gửi cho anh đề nghị là như thế này. Chị lúc mà chúng ta bắt đầu đăng ký học á, thì chị ý cũng như là các bạn admin hình như là có gửi cho các bạn qua email cái một trong những cái tài liệu, thì một trong số đó là cái tài liệu mà speaking three parts, là tài liệu luyện nói ba phần. Thì những cái buổi học mà về speaking thì Tuấn Anh cũng có sử dụng cái bài đó. Thì ngoài cái file PDF ra, nó còn có cái file audio, cái file mà băng nghe nữa. Thì ở trong đó là ở trong cái nội dung của cái cuốn sách nó ghi cái gì á, thì cái băng nghe đó, cái băng đó người ta cũng phát âm lên cho các bạn nghe và các bạn phát âm theo. Thì anh đề nghị với bạn Thu á, là mình sẽ sử dụng cái file đó chúng ta luyện phát âm nha bạn Thu, bởi vì phát âm cũng là một cái phần quan trọng, mình cần phải phát âm rõ và đúng thì speaking mới đạt được hiệu quả nha. Thì chút nữa nếu mà ai cần thì mình sẽ forward lại cái đó cho mọi người. Rồi, in general, it is possible to say that there were only minor changes. Nhìn chung thì có thể nói rằng, it is possible to say, có thể nói rằng chỉ có những cái thay đổi nho nhỏ, những thay đổi thiểu số trong cái xu hướng về di chuyển, commuting patterns, những xu hướng di chuyển during this period, trong khoảng thời gian này. And that was a move away. Đó, và đó cũng là một cái xu hướng dịch chuyển khỏi những người using the underground system in London towards cycling, là một cái xu hướng dịch chuyển của những người mà đi lại đó từ cái việc sử dụng underground system, là hệ thống ngầm dưới lòng đất ở London, mà dịch chuyển sang xu hướng mới là cycling, tức nghĩa là đạp xe. Đấy, thì họ có một cái kết luận lại như vậy, tóm tắt lại tất cả những gì mà họ đã phân tích từ những cái biểu đồ. Đó, thì mình cũng thấy là nó có cái cấu trúc là mở bài, opening, rồi thân bài là sẽ mô tả details, chi tiết, và cuối cùng in general là kết luận lại, là tóm tắt một cái ý nổi bật nhất, mình đưa ra một cái xu hướng nổi bật nhất để mình tóm tắt lại. Rồi, cuối cùng thì cái này lúc nãy Tuấn Anh trong bài thì Tuấn Anh cũng có giảng cho mọi người rồi, bây giờ mình sẽ đi lược lại nhanh một tí xíu thôi để các bạn cùng nhớ thôi. Commuters travel to work, những người di chuyển đó, họ đi đến sở làm, họ đi làm, travel to work. Commuters use rail transport, những người di chuyển mà họ sử dụng hệ thống đường sắt. Commuters using the underground system, sử dụng cái hệ thống dưới lòng đất. People commuting to work by bicycle, những người di chuyển đến sở làm bằng xe đạp. Như vậy thì cũng là một cái chữ commute đó, nhưng mà ở mỗi cái cách này họ có cái họ cho cái commute đó những cái vai trò khác nhau. Ví dụ commute này sẽ kết hợp với chữ travel, và commuters này kết hợp với chữ use cũng được ha. Rồi thay cho commuters thì mình có chữ people, và khi đó people traveling to work, hoặc là people going to work, hoặc là people commuting to work đều được cả. Đấy. Rồi mình có cái từ gì để mà review lại nữa? Mình sẽ có the train network, hệ thống đường sắt, the underground system, hệ thống đường sắt dưới lòng đất. Network hay là system thì cũng the same, cũng như nhau thôi, nãy trong bài đó nó có ghi cho mọi người ha. Means of transport, nghĩa là phương tiện giao thông, và cái này luôn có chữ S giúp cho Tuấn Anh nha mọi người. Ngoài ra mình cũng có cái chữ là mode of transport, cũng là
cái phương tiện, cái cách thức di chuyển. Bicycle. Bicycle các bạn nhớ đến gì? Nhớ đến cycle là động từ đạp xe. Rồi cyclist là những người đạp xe, tức nghĩa là những người đi xe đạp. Car drivers, motorcyclist và pedestrians. Đó, những cái từ khác nhau để mình diễn tả cho people who use cars hoặc là motorcycles hoặc là people who walk on foot. Đó. Rồi, đây là một cái bài mẫu về cái xu hướng di chuyển ha mọi người, và cũng như là một cái bài mẫu về pie chart, cái đường, cái bánh. Ngoài ra thì mình đi thêm một cái nữa đi. Mình có cái table. Rồi, mình nhìn xem một cái table này. Table này mình sẽ nhìn vào đó, mình thấy nếu đề bài đưa ra một cái table như thế này, đúng không? Rõ ràng quá nhiều chi tiết ở trong này. Mình sẽ thấy employment sector, tức nghĩa là những lĩnh vực lao động. Những lĩnh vực lao động, ví dụ như là agriculture, nông nghiệp, manufacturing, nghĩa là sản xuất. Có thể sản xuất sản phẩm hàng hóa gì đấy, hoặc là sản xuất máy móc, như là sản xuất xe hơi chẳng hạn, cũng gọi là manufacture. Catering nghĩa là phục vụ. Phục vụ ở đây nghĩa là gì mọi người? Nghĩa là phục vụ, dịch vụ F&B, food and beverage. Tức nghĩa là... Oh, xin lỗi mọi người. Đổi sang table. Rồi, xin lỗi mọi người nha, nói lại tí xíu. Employment sector nghĩa là các lĩnh vực lao động, lĩnh vực việc làm. Agriculture, manufacturing, catering, mình đang tới catering. Catering nghĩa là dịch vụ ăn uống, phục vụ, nghĩa là, hay một cái cách khác mình có thể nói là F&B, tức nghĩa là food and beverage, ăn và uống. Ăn và uống, food and beverage chứ không phải là food and drink đâu nha. Food and drink nghe rất là bình dân, kỳ lắm. Mình sử dụng food and beverage. Có local government, tức nghĩa là làm việc trong lĩnh vực chính phủ. Health là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Retail, bán lẻ. Law, luật. Accountancy là lĩnh vực kế toán. Education nghĩa là giáo dục. Và other là những lĩnh vực khác. Rồi mình sẽ thấy là ở trong cái này, lúc nào mình đọc cái bảng mình cũng nhìn ngang liếc dọc. Mình đã liếc dọc rồi, bây giờ mình nhìn ngang nè. Nhìn ngang thì mình có cột thứ nhất là employment sector. Mình nhìn cột thứ hai là các age group. Những cái age group ha, 18, 25, 25, 40, 40, 65. Và lưu ý cái chỗ này. Ở đây á, mình hay nói là he is 14 years old, anh ấy 14 tuổi, anh ấy 14 tuổi đúng không? Thì là sao mọi người? Thì cái 14 years old đó, cái gì là cái chính nhất? Là cái old, là cái tính từ. Mình sẽ ghi ở dưới đây cho mọi người. He is 14 years old. Thì ở đây cái chính nhất là người ta quan tâm là bao già, anh ấy già, già bao nhiêu? Già 14 tuổi, 14 năm. Rồi, nhưng mà khi mà ở trong cái trong cái bảng á, trong cái miêu tả về đồ thị á, thường thì mình hay có nhu cầu mình muốn diễn tả, diễn đạt những cái nhóm tuổi, những cái độ tuổi. Thì mình có thể viết giống như cái đề bài, mình có thể nói là 18 đến 25 age group. D, mình có thêm cái D ở phía trên, phía trước ha. Bởi vì sao vậy? Group là danh từ đếm được, và khi đếm được nó cần không được đi lẻ loi một mình. Thì mình sẽ có age group. Rồi, thì khi này á, cái 18 đến 25 age này á, thì cái gì là danh từ, cái gì là tính từ đây?
mình sẽ có age group là một cái cụm danh từ, nghĩa là nhóm tuổi, đúng không? Nhóm tuổi. Và 18 đến 25, đây chưa phải là tính từ, nó vẫn là danh từ, nhưng mà khi mà người ta đặt ở lên phía trước thì nó sẽ đóng chức năng của một tính từ. Mặc dù nó vẫn là danh từ, nhưng nó đóng chức năng của một tính từ để bổ nghĩa cho cái age group. Cho cái age group. Rồi mình có cái cách diễn đạt số 2. À, có nhiều bạn muốn diễn đạt. Ví dụ sorry. Ví dụ như là the age group of 18 to 25. Rồi, nếu mà mình không có muốn ghi là 18 đến 25 ngắn gọn cục lũng như vậy thì mình có thể ghi là the age group of age group from 18 to 25, hoặc là between 18 and 25. Rồi, mình có một cái nhu cầu nữa là mình cần muốn diễn tả những người trong cái độ tuổi từ 18 đến 25, đúng không? Thì mình thường hay nói là people of of the age. Ví dụ nếu mình nói là of the age of 18, những người 18 tuổi, people, còn những người mà tuổi từ 18 đến 25, đúng không? Of the age between 18 and 25. Và các bạn có thể rồi, mình có cái chữ gì nữa? Có cái chữ gì mà mọi người rất là hay sai mà Tuấn Anh quên mất tiêu rồi. Khi nào mà các bạn làm bài tập đi rồi Tuấn Anh sửa cho mọi người thì lúc đó nó lòi ra cái lỗi ở cái con số này. À, chị Hương ơi, chị có nhớ cái mà em discuss với chị về cái độ tuổi không? Có chị nhớ. Rồi, chị có thể nhắc. Chị sai ở chỗ là dường như thì 18 đến 25 chị thêm chữ gì Âu trong đó nữa, age group. Em giải thích là từ Âu này là tính từ không được đúng trước cái A. Đúng rồi, cảm ơn chị nhé. Có nghĩa là lúc đó là chị Hương chị viết như thế này nha mọi người. À, 18 đến 25 tuổi á. Age group. Đó. Thì viết như thế này là viết sai, là tại vì sao? Bởi vì mình cái years old này á thì mình đang không cần cái O này bởi vì nó là tính từ. Ở đây mình đang nói là age group là cái chính yếu nhất của nó là nhóm tuổi. Còn ở đây, ở cái ví dụ phía trên, he is old và he is 14 years old. Anh ấy già, già như thế nào? Anh ấy già 14 tuổi. Anh ấy già 14 tuổi. Do đó là cái O này nó bổ nghĩa cho cái he này. Và già đến mức độ nào thì cái 14 years này nó bổ nghĩa cho cái O này. Rồi, nhưng mà ở phía dưới này á, thì cái age group nó mới là cái chính yếu ha. Thì mình không có xài cái O nữa, bởi vì cái age group nhóm tuổi nó không có già, không có trẻ gì hết. Nó chỉ đơn giản là nhóm tuổi thôi. Do đó là mình sẽ chỉ để là 18 đến 25 age group mà thôi. Đó, thì các bạn lưu ý giùm Tuấn Anh, chỉ viết là 18 đến 25 age group, không có cái GSO ở phía giữa. Rồi, thì đó là mấy cái mục cùi mà Tuấn Anh sẽ highlight lên cho mọi người. Rồi, mình quay lại bài học tiếp ha. Tại vì đụng tới cái nào mà mọi người hay sai thì Tuấn Anh sẽ nhắc với mọi người. The people of... Rồi, quay lại cái bảng biểu này á, thì mình sẽ thấy là nó có quá nhiều cái details trong này. Và một lần nữa, Tuấn Anh sẽ khuyến cáo với mọi người là chỉ chọn những cái highlights, những cái gì nổi bật nhất mà thôi. Ví dụ, nhìn ngang liếc dọc, thấy cái gì mà gọi là lớn nhất hoặc là nhỏ nhất thì lập tức khoanh tròn vô liền. Ví dụ, ở đây mình sẽ thấy hai cái lớn nhất
ở trong cái lĩnh vực 18, trong cái nhóm 18-25 tuổi là retail 23%, rồi order 21%. Tuy nhiên là cái orders này nó bao gồm nhiều cái lĩnh vực nhỏ hết nhau. Những cái mà thiểu số nó gộp lại thành một con số lớn như thế này. Do đó mình cũng không coi nó là một cái nhóm lớn được. Mình chỉ có thể coi cái retail này mới là một cái nhóm lớn mà thôi. Rồi nhìn sang cái nhóm 25-40 chẳng hạn thì cái nào đáng chú ý nhất? Rõ ràng là hai cái nhóm manufacturing 15% và health cũng là 15% luôn. Còn cái 18% này tuy là nó lớn thật đấy, nhưng mà nó là một cái sự kết hợp của tất cả những cái lĩnh vực không được nêu tên, và nó vì nó quá thiểu số. Ví dụ có 18 lĩnh vực và mỗi lĩnh vực 1%, cái nó gộp lại thành một cái thể loại là tất cả những lĩnh vực khác 18%. Thì như vậy nó không phải là một cái đại lượng lớn nha mọi người ha. Và mình sẽ lưu ý tới cái gì? Tới accountancy, có lẽ là số 2% nó đủ nhỏ để mình xem xét nó là một trong những cái lĩnh vực nhỏ nhất. Rồi, cái cột số 3 cũng tương tự như vậy. Đó là mình so sánh tổng quan cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất. Thứ hai là mình xem là có cái sự thay đổi xu hướng nào đáng kể hay không. Thứ nhất là xu hướng của những cái bạn mà lớn nhất. Ví dụ như là manufacturing, mình thấy có cái sự tăng dần từ 12 lên đến 23%. Wow, khá là impressive, khá là ấn tượng đúng không? À, chữ impressive cũng là một cái tính từ khá tốt để mình sử dụng trong việc miêu tả biểu đồ xu hướng. Rồi, có cái chỗ mà retail đã từng một thời là ông hoàng của cái nhóm 18-25 đúng không? Nhưng mà khi mà người ta lớn lên, người ta không còn muốn làm trong retail nữa, nó sụt giảm một cái đùng từ 23% xuống còn 7 hoặc là 6% mà thôi. Ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ xem có những cái xu hướng nào hay ho khác. Ví dụ law, nó luôn luôn remain 4%. Rồi mình sẽ có những cái nào mà nó từ một cái nhỏ mà nó tăng lên đột ngột. Ví dụ như trong này không có ha. Trong này không có thì thôi, mình không cần phải đề cập. Rồi, mình sẽ xem đây cái bài này là bài hướng dẫn bằng tiếng Anh, thì họ gợi ý cho mình những cái cách để mà mình có thể trích dẫn ra những cái chủ chốt nhất. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải summarize, chúng ta cần phải tóm tắt và select the main features of the table. Cần phải tóm tắt và chọn lựa lấy những cái đặc điểm chủ chốt của cái bảng. Và cách mà chúng ta có thể làm là chúng ta divide, xem xét, nhìn ngang, bổ dọc cái bảng này như nãy Tuấn Anh nói. Nhìn ngang coi có cái gì, nhìn dọc coi có cái gì. Rồi, mình sẽ coi những cái main features nó gồm cái gì. Mình sẽ gồm có những cái thể loại như sau. Thứ nhất, high numbers, những con số lớn. Rồi, low numbers, những con số nhỏ. The biggest contrast, những cái sự thay đổi hoặc là những cái thay đổi lớn, hoặc là những cái sự so sánh tương phản đáng kể. Ví dụ như mình thấy là mình thấy là 23% cực kỳ lớn, trong khi đó accountancy chỉ có 3% cực kỳ nhỏ. Đó là những cái thay đổi đáng kể, những cái sự tương phản đáng kể. Hoặc thứ hai nữa là mình thấy là 23% rất lớn, nó đùng một cái nó giảm xuống còn 7%, 6% rất nhỏ, là những cái high contrast, những cái sự tương phản rất là đáng chú ý. Rồi thứ hai nữa, thứ tư là the closest similarities, những cái sự giống nhau, gần gũi giống nhau. Ví dụ mình thấy 444 là nó hoàn toàn bình yên, chim én. Rồi 323 cũng nằm gần nhau đúng không? Và thứ hai nữa mình xem trong những cái nhóm này á, thì những cái bạn nào mà gọi là gần nhau. Ví dụ như là manufacturing là ngang ngửa với cái health, cùng là 12%. Rồi cũng là cùng là 15%. Đó, ví dụ như vậy. Thì thật ra thì không có một cái đáp án cụ thể nào yêu cầu các bạn biết chính xác là những cái nào gọi là main features. Nhưng mà cái việc mà bạn chọn lọc như vậy theo cái sườn như thế này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng để khai thác hơn, không cần phải xem xét nhiều. Rồi.
Cái bài này nó bị nhảy chữ vậy. Đây, mình xem cái bài này đi. Một cái bài mẫu. The table shows the proportion of pupils attending four secondary school types between 2000 and 2009. Cái bảng dưới đây nó show, thay cho show còn có chữ gì mọi người nhớ không? Indicate, nói đến, chỉ về. Present cũng là biểu thị, represent, đại diện cho. Hay là mình có những cái chữ tương tự như vậy. Các bạn nhớ ở trong cái bài reading á, nó có đấy nha mọi người ha. Xem lại cái list từ vựng trong đó. Rồi, the proportion, tỷ lệ. Tỷ lệ các cái học sinh attend tức nghĩa là gì? Go to attend có hai nghĩa. Thứ nhất là tham dự, join in, attend a seminar, join in a seminar, tham dự một cái hội thảo, một cái cuộc tọa đàm. Hoặc là attend school nghĩa là go to school, đi học. Rồi, nó đi học ở bốn cái loại trường trung học khác nhau between giữa năm 2000 và 2009. Summarize the information, hãy tóm tắt cái thông tin dữ kiện bằng cách là selecting and reporting the main features, bằng cách là chọn lấy và viết về những cái yếu tố, những cái đặc điểm chủ chốt, and make comparisons where relevant, và thực hiện cái việc so sánh ở những cái lúc nào, những cái chi tiết nào nó phù hợp, relevant, liên quan, phù hợp. Và nhớ yêu cầu viết ít nhất 150 từ. Thì cái việc mà 150 từ á, các bạn đừng có đếm số từ, mà các bạn hãy đếm số dòng, là đếm số câu. Thì các bạn cứ viết một câu, xong các bạn xem mà trung bình một cái dòng như vậy á, là bạn viết là có bao nhiêu từ. Ví dụ có 10 từ đúng không, thì bạn sẽ ướm chừng là ok, để đạt được 150 từ thì mình cần khoảng 15 dòng, ví dụ như vậy. Thì nhưng mà nó cũng sẽ có sự sơ dịch, thì các bạn không có nên mạo hiểm quá bằng cách là viết xác sạc 15 dòng, mà mình nên viết khoảng 16, 17 dòng để cho nó ngâm ngớp một tí xíu. Nếu như mà những cái dòng nào mà mình viết cái số từ nó ít hơn thì nó cũng bù đắp lại được. Rồi như vậy. Rồi mình sẽ xem cái bảng biểu nhé. Cái bảng này mình sẽ thấy có các loại trường như sau. Specialist school, trường chuyên biệt, có lẽ là dành cho những bạn mà có khả năng đặc biệt. Grammar school, trường thật sự tiếng Anh cũng không có rõ, nhưng mà thấy ở nước Anh có những cái trường gọi là grammar school như vậy. Voluntary control school là những cái trường mà tự quản lý, voluntary, tự nguyện, và có cái control tức nghĩa là kiểm soát, quản lý. Community school, những cái trường cộng đồng. Thì nếu như mà lỡ như rơi vào cái trường hợp như thế này, chúng ta không có biết được những cái cách gọi khác nhau của những cái trường này thì chịu thôi, mình cứ sử dụng lại những cái loại trường này không sao hết ha. Bởi vì nhiều khi là những cái tên này là tên đặc thù và nó cũng không có cái tên gọi nào khác, thì mình buộc phải nói vậy thôi. Ví dụ ở Việt Nam mình nói trường tiểu học là trường tiểu học, chứ đâu có cách nào để nói khác đâu. Có thể nói là trường cấp 1, ok, nhưng mà không còn cách nào khác nữa, thì tình chuyện thôi. Rồi, nhìn vào model answer nhé. Bây giờ để cho đỡ buồn ngủ, mình sẽ mời một bạn đọc giúp mình. Mời chị Hương. The table illustrates the percentage of school children attending four different types of secondary school from 2000 to 2009. It is evident that the specialist, grammar and voluntary control school theory underline in number of people, whereas the community school became the most important provider of secondary school education during the time period. Rồi, cảm ơn chị. Thì các bạn sẽ thấy là ngay cái câu đầu tiên người ta giới thiệu cho
cho độc giả hoặc là giám khảo biết rằng là những cái bản này nó đang nói về cái gì, cũng như là người ta cũng nói về cái nội dung của cái bản essay. Thì thường có một câu mà the table illustrates the percentage of cái bản này nó thể hiện cái tỷ lệ phần trăm của những đứa, những các bạn học sinh. Thay vì mình nói là pupils, đúng không, mình có cái cách gì để mình thay đổi nó, mình có students, học sinh nè, hoặc mình có thể nói là school children, hoặc là school attendee, school attendee, những người mà đi đến trường cũng được ha. Để sẵn tiện mình biết được làm người đi cho tới đâu mình nhớ tới đó. Mình có school student nè, mình có school children nè, mình có students nè, mình có pupils. Các bạn làm ơn nhớ dùm cho Tuấn Anh, học thuộc cho Tuấn Anh cái chữ pupils này nha, bởi vì nó không phổ biến. Bởi vì nó không phổ biến thì khi mà cái đề bài á, họ ra cái chữ pupils này thì mình sẽ có thể paraphrase nó lại thành cái chữ student được. Nhưng mà lỡ như mà cái đề bài nó viết là student thì mình lại bí ý, mình không có biết cái chữ nào tương được để thay thế, thì mình sẽ có cái chữ pupils nha mọi người. Pupils là học sinh. Cái chữ này rất là bây giờ không còn ai xài nữa, nhưng mà một cái chữ để thay cho student. Student có đều vừa có nghĩa là học sinh, vừa có nghĩa là sinh viên. Còn pupils chỉ có nghĩa đơn thuần là học sinh thôi mọi người, không có sinh viên gì hết. Nếu mà sinh viên mà muốn nói khác đi á, thì mình có thể nói là college attendees. Đã. School thì tương đương với đó, mình có cái này. School attendees. Những người đến trường, hoặc là school attendance cũng được ha. School attendance. Đấy. Những cái cách khác nhau. Rồi, quay lại bài đấy. Cái bảng thể hiện cái tỷ lệ phần trăm của những người học sinh mà đi đến bốn cái loại trường trong những năm này, thì các bạn có thể tách thành một cái đoạn riêng ha. Còn nếu như mà không thì các bạn có thể là gộp vào một cái đoạn số 1 luôn, không sao, bởi vì cái này không phải là một cái essay, thành ra là các bạn cũng không cần phải quá trịnh trọng về nó. Chúng ta chỉ cần viết thành các cái đoạn rõ ràng khác nhau là được rồi. Rồi, thứ hai là mình có cái cụm it is evidence that, nghĩa là rõ ràng là, thay vì mình nói là it is obvious that, đúng không, hoặc là apparent that, thì mình sẽ có là evident that. Obvious that, hoặc là seen that. Rõ ràng là, hoặc là có vẻ là. Obvious cũng là rõ ràng là, và được trông thấy là những cái trường này, specialist, grammar và voluntary control schools, ba cái từ này đều có cái chữ school ở phía cuối, do đó là mình gộp lại thành một cái chữ school ở phía cuối này thôi. Và khi mà có ba cái trường này thì nó cái school nó biến thành số nhiều, giúp cho Tuấn Anh nha. Rồi, nó đã trải qua experience những cái sự sụt giảm về số lượng học sinh, experience declines in numbers of pupils. Tại sao chỗ này là decline số nhiều mà không phải là a decline? Tại sao chỗ này number số nhiều mà không phải là a number số ít? Tại sao vậy? Bởi vì tùy thuộc vào cái ý tứ của mình muốn diễn đạt. Ví dụ như là mình đang nói ba cái trường này mà nó trải qua cùng một cái xu hướng giảm, tức nghĩa là giảm y hệt nhau, thì mình sẽ dùng a decline là một sự sụt giảm. Nhưng mà ba cái trường này nó đang sụt giảm theo ba cái xu hướng khác nhau, 12 xuống 10, 24 xuống 12 và 52 xuống 20. Rõ ràng ba cái xu hướng này khác nhau, tức nghĩa là ba cái decline khác nhau, thì nó sẽ là số nhiều.
Tương tự như vậy, tại sao numbers mà không phải là a number hoặc là the number, số ít? Tại sao vậy? Bởi vì mỗi cái trường này mình đang giả định hoặc là mình đang nghiễm nhiên hiểu là mỗi cái loại trường này có một số lượng học sinh khác nhau. Chứ giả như là ba cái trường này đều cái số lượng học sinh là 100 học sinh hết, ba trường y hệt nhau đều có số lượng 100 học sinh, thì mình có thể nói là the number, số ít được. Nhưng vì là ba số lượng, ba con số khác nhau, mỗi trường có một cái đặc thù khác nhau, thì mình sẽ có numbers trong những cái số lượng học sinh của các trường. Đấy. Thì ba trường này có cái sự sụt giảm, nó chứng kiến sự sụt giảm á, thì trong khi đó thì community school trở thành the most important providers, trở thành cái nguồn cung cấp, cái nhà cung cấp, cái đơn vị cung cấp quan trọng nhất cho cái dịch vụ về giáo dục trung học, secondary school education, nhà cung cấp, đơn vị cung cấp giáo dục trung học, dịch vụ giáo dục trung học trong cái giai đoạn đó, during the same period. Chú ý ha, mình không có lặp lại cái from 2009 nữa. Rồi, đoạn tiếp theo, to begin, để bắt đầu. Thì cái này có thể là to begin hoặc là to begin with đều được ha. Thì nhưng mà thường cái vế của nó sẽ là to begin with, là nó sẽ thông dụng hơn. The proportion in voluntary control schools, cái tỷ lệ đối với cái những cái trường mà voluntary control này, nó đã sụt giảm, fell from just over half, nghĩa là gần bằng một nửa, đúng không? Nhìn lên trên có phải không? Voluntary control school là bao nhiêu? 52%. 52% thì có nghĩa là nhỉnh hơn một nửa một tí xíu, nhỉnh hơn 50% một tí xíu, just over half. Nó giảm từ just over half xuống còn có 20% mà thôi. Cái này mình chỉ chọn một trong hai thôi ha. Mình chọn là viết là 20% hoặc mình chọn là 1/5, 1/5 trong cái giai đoạn 2009. Similarly, tương tự như vậy, thì cái the relative number of children, cái con số tương ứng, relative, tương ứng, con số tương ứng về số lượng trẻ ở những cái trường grammar school, just under one quarter, chỉ dưới, hơi dưới 1/4 một tí xíu, 24%, thì nó drop by half in the same period, nó giảm còn một nửa trong cái giai đoạn, cùng cái giai đoạn đó còn có 12% mà thôi. As for the specialist school, đối với cái trường này á, thì the relatively small percentage of pupils, relatively nghĩa là hơi, nó giống như là rather, giống như là fairly, giống như là pretty. Rather, fairly, pretty, những cái từ gọi là hơi, cái tỷ trọng hơi nhỏ, cái phần trăm hơi nhỏ, cái phần trăm hơi nhỏ những người học sinh đi học ở ngôi trường này, tức là 12%, also fell, cũng sụt giảm, mặc dù là không giảm nhiều, although not significantly. Tại sao đây là adverb vậy mọi người? Tại sao vậy? Tại vì cái này nó đang bổ nghĩa cho cái fail này. Sụt giảm như thế nào? Sụt giảm không đáng kể, không nhiều. Nó cũng sụt giảm mặc dù giảm không đáng kể, giảm không nhiều. Thì nhớ ở đây là adverb bổ nghĩa cho fail. Và cuối cùng mình có cái đoạn kết thúc. However, why other three types of school decline in importance? Trong khi ba cái loại trường còn lại nó sụt giảm trong vai trò, importance, sự quan trọng, sự thiết yếu hoặc là vai trò, thì cái the opposite was true,
cái điều ngược lại thì nó lại đúng đối với in the case of, đối với community school. Hay cho cái in the case of thì mình có thể nói là the opposite was true for community schools. Nhưng mà for thì có vẻ là hơi đơn giản đúng không? Thì bạn nào thích phức tạp thì các bạn có thể viết là in the case of community school. Điều ngược lại nó lại đúng, nó lại áp dụng đúng đối với community school. Tức nghĩa là community school nó đang tăng lên. In fact, thực tế là trong khi why một cái số lượng thiểu số 12%, only a small minority 12%, được giáo dục, được dạy học ở những cái ngôi trường này trong năm 2000. Tức nghĩa là ở những ngôi trường nào? The school này là the school nào mọi người? Không phải là ba cái school ở phía trên, mà nó là cái community school, những trường community. Trong năm 2000 thì chỉ có 12%, một cái lượng nhỏ bé, những học sinh được học ở những ngôi trường này. Thì đến đến 9 năm sau thì this figure increased to well over half. Cái con số này đã tăng lên đến hơn 50%, hơn một nửa. Các bạn nhìn bên này thấy không? 58%, tức nghĩa là hơn một nửa, well over half of all pupils during the following 9 years. Cái tỷ lệ phần trăm này đã tăng hơn 50% của tổng số học sinh of all pupils trong 9 năm tiếp theo, during the following 9 years. Rồi, xong. Thì mình đã hoàn thành nhìn qua cái bài mẫu của hai cái, thứ nhất là mình nhìn những cái từ ngữ thông dụng, thứ hai là mình lượt qua bài mẫu rồi. Thì bài tập về nhà là chúng ta sẽ tập viết lại cái bài, thứ nhất là cái table này ha, secondary school, và thứ hai là cái bài gì hồi nãy á, bài bài về các phương tiện giao thông này ha. Thì Tuấn Anh sẽ nốt lại ở trong link Skype cho mọi người. Rồi, nếu mà các bạn mà chịu khó làm sớm và gửi trực tiếp cho Tuấn Anh đi, thì Tuấn Anh sẽ review cho các bạn. Và nếu mà có lỗi sai nào nghiêm trọng á, hoặc là các bạn thấy mà có thắc mắc, Tuấn Anh sửa mà các bạn thấy vẫn chưa hiểu tại sao sai, thì Tuấn Anh sẽ gộp vào trong cái buổi giảng review lý thuyết ngữ pháp vào thứ hai luôn. Cùng lúc đó thì những cái bài mà các bạn đã viết, ví dụ như là bài Writing Task 2 về Global Warming hay là The Internet chẳng hạn, mà các bạn viết xong rồi và các bạn đã được trả bài viết, bài sửa, mà các bạn đọc xong các bạn vẫn không hiểu tại sao mình sai chỗ đó, hoặc là các bạn cần cái lý thuyết liên quan đến chỗ đó, thì các bạn vui lòng liên hệ, nhắn riêng với Tuấn Anh qua Skype để Tuấn Anh biết, Tuấn Anh chuẩn bị những cái lý thuyết liên quan, Tuấn Anh sẽ giảng giải và dạy cho các bạn vào buổi thứ hai. Thì tại vì trung bình khoảng một, bây hiện giờ ha, thì khoảng một tuần rưỡi hoặc là hai tuần thì mình sẽ có một cái buổi review cho mọi người, để mà cập nhật cho mọi người những cái lỗ hổng về ngữ pháp, lỗ hổng về kiến thức, để các bạn tự tin hơn và làm bài nó được đúng hơn. Chứ không chỉ là mình học về cấu trúc, rồi học về skills và kỹ năng, mà mình còn cần phải đúng ngữ pháp nữa nha mọi người. Thì ngữ pháp với Tuấn Anh không thể nào mà 12 năm học tiếng Anh mà mình có thể gom lại mình dạy được tất cả trong thời gian ngắn được. Mà với lại mỗi người sẽ có những cái lỗ hổng ngữ pháp khác nhau, thành ra các bạn phải chịu khó làm bài. Và các bạn gửi lại thì Tuấn Anh mới biết được là các bạn bị hổng ở chỗ nào, rồi thì Tuấn Anh mới chỉ, mới dạy cho các bạn được nha. Rồi, nếu mà ai có thắc mắc gì thì chúng ta có thể hỏi tại đây, hoặc là các bạn có thể nhắn riêng qua Skype cho Tuấn Anh để Tuấn Anh thu xếp trả lời cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Các bạn thoát ra khỏi Zoom giúp mình. Thank you.